Bữa nay giới thiệu lại cho anh em dòng ná mới về, bữa hổm thì hết hàng anh em. Có anh em mua sỉ, có anh kia anh mua sỉ 5 cây, mua lần 5 cây. Thì nói chung những cái giá sỉ mình bán là anh em về á, anh đem bán cho địa phương thì anh lời thêm một tí ha. Chứ mình không có bán mà giá mà sỉ mà tới sỉ anh em. Tại vì mình không có chuyên gì sỉ ha. Có nhiều anh em mua bán sỉ mà đòi giá tốt nữa. Giá quá tốt thì nói chung mình những dòng này nhập thì nhập rủi ro nữa anh em, nhập khi mất hàng nữa. Là mình ví dụ có gì mình muốn vậy thì mình tự mình nhập. Chứ có nhiều anh em sỉ mà đòi giá tốt quá thì nói chung là bên shop đâu có ăn anh em. Còn rủi ro bên shop chịu mà. Đó nên là ví dụ mình bán sỉ thì cho anh em, ví dụ anh em mua một cây này anh em lời thêm, ví dụ bán địa phương đi, anh em lời thêm khoảng 200, bán địa phương nữa anh em lời khoảng 300 nữa, tại vì địa phương nó mua tất nhiên phải mắc hơn rồi. Bán cây là mấy trăm vậy đó. Thì nói chung là mình bán thì tùy cái giá tiền. Đó, còn những mẫu khác thì giá khác. Mẫu này thì giá của nó rơi vào khoảng một củ mấy anh em, gần 2 củ là chưa kèm kính nha. Nó sử dụng được bi ý mới sử dụng đi dây dẹp và dây tròn, mình tặng cho anh em một dây dẹp một dây tròn nha. Nè, này là nè, nó thiết kế cho mình cực kỳ đẹp nè. Hàng cao cấp nha anh em, tiểu bá dương hay được gọi là ảo ảnh nha. Có chốt an toàn, cái này chốt an toàn nè. Bá nè, nó cài ốc bá nè ha. Cái này là chốt sau. Cái này là hít bi với nè. Hít này quá nhiều, nó hít không được. Hít này khoảng mười mấy viên là ok. Mấy viên cái này là gắn kính ngắm. Rồi phần này thì đây, nó thiết kế cho mình là hai cái cục này để mình chống va đập. Không chạy với em, rồi cài là cài bi ha, cài kiểu mới luôn. À, ở ngoài là hai dây tròn. Đó. Hàng này hàng cao cấp nên giá của nó là khá là cao nha anh em, nhưng mà đừng có so sánh với những cái mẫu như là mấy trăm ngàn thì nó giá nó khác, nó dùng tiền nào của nấy thôi. Đó, những dòng như là 10 bán 3 rồi chơi được thôi anh em, chứ không có là ngon. Nó có 500 mấy mà, hay là nó biết bóng vuông thì chơi cũng được thôi, tại vì nó cũng có 600 mấy thôi. Còn những dòng tầm trung thì nó rơi khoảng củ mấy, còn cao dòng cao cấp này nó rơi khoảng củ gần 2 củ là cái kính như này đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, đẹp từng chi tiết ha anh em, giờ nè, đẹp từng chi tiết á. Nhẹ cực chắc chắn luôn, nhẹ mà cực kỳ chắc chắn nha. Ống này anh em phải đứng lên là không cong á. Rồi anh em mình cần cứ liên hệ mình nha. Ná này ná ảo ảnh hay được gọi là tiểu bá dương. Giá không kính thì gần 2 củ nha nè. Giá cả anh em sẽ phần bình luận như mình nha. Mặt hàng này thì trên 2 củ thì cọc là 100, dưới 2 củ cọc 50. 50k nha anh em. Cho vũ cọc 100k, trên 3 củ thì cọc khác. Còn về cái sản phẩm á thì nó thì cố định cọc 100. Nó mini. Rồi anh em mua hàng cứ liên hệ với mình nha. Nhận hàng anh đón tại nhà, được kiểm hàng, không nhận gấp sẵn nha. Nhận xong mình đưa cái clip lấy gấp đi gấp nha anh em. Rồi chào anh em nha.